Xin chào thầy và các bạn, mình là Hoàng Nhi đến từ lớp Quốc Việt và Di Anh. Hôm nay mình sẽ gửi đến cho các bạn một video về hội chứng đông đặc Pulmonary Consolidation. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem hội chứng đông đặc là gì. Những nguyên nhân hay những yếu tố nào có thể gây nên hội chứng đông đặc. Và cuối cùng, chúng ta sẽ cùng nhau giải thích cũng như tìm hiểu xem triệu chứng lâm sàng của nó như thế nào. Hội chứng đông đặc là một tình trạng bệnh lý ở nhu mô phổi. Bình thường nhu mô phổi xốp, nhưng khi bị viêm, các phế nang vùng tổn thương xung huyết chứa đầy dịch thay vì là khí như bình thường và trở nên đặc hơn. Người bình thường sẽ không bao giờ mắc phải hội chứng đông đặc nếu họ không gặp phải hai nhóm nguyên nhân sau đây. Đầu tiên là môi trường. Nhắc đến môi trường thì phải nói đến thời tiết. Sau Noel là khoảng thời gian dễ khiến cơ thể suy yếu. Do thời tiết hanh khô, se lạnh, cơ thể cần có thời gian thích nghi nên có thể gây hại rất nhiều cho cơ thể. Chim di trú. Nhiều người sẽ thắc mắc tại sao chim di trú lại gây hại cho cơ thể. Khi đất trời chuyển từ đông sang xuân, những chú chim sẽ có xu hướng di trú từ bắc vào nam. Và chúng chính là phương tiện vận chuyển tuyệt vời của mầm bệnh. Tuy nhiên, không chỉ những chú chim bình thường mà hàng trăm hay hàng triệu con chim sắt đang bay hàng ngày trên bầu trời cũng là phương tiện mang mầm bệnh đi khắp thế giới. Một chuyến bay dân dụng bình thường sẽ chở được khoảng 450 hành khách. Giả sử một chuyến bay từ Việt Nam đến Mỹ quá cảnh tại Nhật Bản, trên chuyến bay có một người mắc bệnh. Người đó có thể truyền mầm bệnh cho những hành khách cùng chuyến bay đó. Từ nơi quá cảnh, những hành khách đó sẽ mang mầm bệnh đến khắp nơi trên thế giới. Khả năng kiểm soát là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, những yếu tố môi trường có thể tác động hay xâm nhập gây hại cho cơ thể khi cơ thể gặp phải những vấn đề sau đây. Bệnh nền. Lao phổi, viêm phổi, áp xe phổi hay xẹp phổi đều là những bệnh có thể dẫn đến hội chứng đông đặc. Trong đó, viêm phổi là nguyên nhân phổ biến nhất. Khi phổi bị nhiễm trùng, cơ thể sẽ đưa bạch cầu đến để giết các tác nhân xâm nhập bất hợp pháp như vi khuẩn, virus hoặc đôi khi là nấm. Xác hay mảnh vụn của chúng sẽ làm kín đường hô hấp của chúng ta. Suy giảm miễn dịch. Suy giảm miễn dịch khiến cơ thể dễ bị lây nhiễm vi khuẩn, dễ dẫn đến nhiều tình trạng thuận lợi cho hội chứng đông đặc. GERD, bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Đây là một nguyên nhân thường bị quên lãng. Dịch dạ dày trào lên vùng hầu họng, đem theo thức ăn, axit, vi khuẩn, cũng có thể gây ra viêm phổi, khiến hàng rào bảo vệ đường hô hấp bị suy yếu, tạo điều kiện thuận lợi cho các tác nhân xâm nhập, gây hại cho cơ thể. Một bệnh nhân đến với bạn với hội chứng đông đặc, làm thế nào để bạn có thể nhận ra? Sau đây sẽ là một số triệu chứng lâm sàng gặp phải khi bệnh nhân mắc hội chứng đông đặc. Rung thanh tăng và gõ đục. Vì nhu mô phổi đặc thay vì xốp như bình thường nên khiến rung thanh tăng và gõ đục thay vì là gõ vang. Rì rào phế nang giảm do không khí lưu thông bị cản trở bởi dịch trong phổi. Trên là một số vấn đề cơ bản cần biết về hội chứng đông đặc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình.